đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với đội tuyển Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây được xem là một bảng đấu khó nhằn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi lẽ, nếu nhìn vào các đại diện ở bảng A như Hàn Quốc, Iran thì bảng B được đánh giá là nhẹ hơn rất nhiều. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã quyết định sử dụng VAR ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Các quốc gia tổ chức trận đấu nếu không có công nghệ này phải thi đấu trên sân trung lập. Hiện tại, sân vận động Mỹ Đình chưa được lắp đặt công nghệ VAR. Và điều này dẫn đến những thông tin về việc tuyển Việt Nam có thể mất quyền thi đấu sân nhà ở vòng loại cuối World Cup 2022 sắp tới. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã mượn AFC hệ thống VAR theo dạng tạm nhập tái xuất để phục vụ cho các trận đấu của tuyển Việt Nam nhằm đảm bảo đúng quy định. Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông trong và ngoài nước. Mới đây nhất, một chuyên gia phân tích của tờ Infosport của Ả Rập Xê Út là Valery Gỡ đã có những chia sẻ của mình về vấn đề trên. Liên đoàn Việt Nam chính thức đề nghị Liên đoàn châu Á hỗ trợ để có được thiết bị và con người chuyên về công nghệ video VAR để áp dụng trong các trận đấu trên sân nhà ở vòng loại World Cup. Đây được xem là một việc làm quá ưu ái và nhiệt tình của AFC với Việt Nam. Bởi lẽ, từ trước tới nay thì Việt Nam chưa bao giờ sử dụng VAR trên sân vận động của họ. Có thể, sau vòng loại World Cup thì họ sẽ phải mua và trang bị VAR, chuyên gia Ả Rập phân tích. Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu sẽ rơi vào các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2021, tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2022. Trong đó, ngày 7 tháng 9 năm 2021 là trận đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình.